Trong giao dịch mua bán đất đai có nhiều trường hợp vì lý do bất khả kháng nào đó mà người bán ủy quyền cho người khác thực hiện giao dịch. Xét về bản chất thì việc mua bán đất bằng hợp đồng ủy quyền không làm phát sinh việc chuyển quyền sử dụng đất từ chủ thể này sang chủ thể khác, mà chỉ ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của người có quyền sử dụng đất trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, việc này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và làm thế nào để hạn chế những rủi ro khi mua đất qua hợp đồng ủy quyền? Mời quý vị cùng đến với nội dung mà chúng tôi tổng hợp trong tiểu mục Q&A sau đây. Lưu ý gì khi mua đất từ người được ủy quyền để tránh rủi ro? Mua đất từ người được ủy quyền là việc được sử dụng đất ủy quyền cho người khác để thay mặt cho mình thực hiện các quyền đối với mảnh đất và nhận một khoản tiền tương ứng với giá trị quyền sử dụng đất. Lưu ý hình thức hợp đồng chuyển nhượng đất. Hợp đồng chuyển nhượng đất thuộc trường hợp bắt buộc phải được công chứng hoặc chứng thực. Do vậy, khi đặt bút ký hợp đồng mua bán đất từ người được ủy quyền, người mua cần chú ý xem hợp đồng này đã được công chứng, chứng thực hay chưa, để tránh việc sau này khi xảy ra tranh chấp, hợp đồng sẽ bị tuyên vô hiệu do vi phạm hình thức hợp đồng. Ngoài ra, liên quan đến hợp đồng mua bán đất và hợp đồng ủy quyền bán đất, khi mua đất từ người được ủy quyền cần lưu ý các nội dung dưới đây. Thông tin liên quan đến người bán và người được ủy quyền bán đất. Lưu ý điều khoản về phạm vi đại diện trong hợp đồng ủy quyền. Xác định người được ủy quyền có được toàn quyền quyết định việc mua bán đất hay không. Lưu ý về thời hạn hợp đồng ủy quyền. Các nội dung về quyền và nghĩa vụ của các bên. Lưu ý về nghĩa vụ tài chính. Tại điểm B khoản 3 điều 1 thông tư 111/2013/TT-BTC quy định, trường hợp ủy quyền quản lý bất động sản mà cá nhân được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có các quyền như đối với cá nhân sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật thì người nộp thuế là cá nhân ủy quyền bất động sản. Vì vậy, khi mua đất, người được ủy quyền cần chú ý xem trong hợp đồng chuyển nhượng đất và hợp đồng ủy quyền có thỏa thuận về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính hay chưa. Trường hợp chưa có thỏa thuận thì người ủy quyền, tức người sở hữu bất động sản, phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính. Việc kiểm tra kỹ nội dung này trong hợp đồng nhằm tránh những rủi ro liên quan đến nghĩa vụ tài chính. Từ cuối tháng 10 sang tháng 11, 297 thửa đất thuộc các huyện Ba Vì, Hoài Đức, Ứng Hòa, Sóc Sơn và Đông Anh, Hà Nội sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng. Giá khởi điểm thấp nhất hơn 556 triệu đồng một thửa. Địa điểm tổ chức đấu giá tại hội trường Ủy ban dân huyện Ba Vì. Cụ thể, diện tích các thửa đất từ 85 đến 349,7 m², đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Giá khởi điểm của vòng đấu giá thứ nhất theo giá được Ủy ban dân huyện Ba Vì phê duyệt. Theo đó, giá khởi điểm từ 22,3 đến 46,3 triệu đồng một mét vuông. Tuy nhiên, sang vòng đấu giá thứ hai, giá khởi điểm sẽ bằng giá cao nhất tại vòng đấu giá trước liền kề. Theo CBRE, thị trường bất động sản Hà Nội quý 3 năm 2023 ghi nhận mức giá bán trung bình của các căn hộ chung cư tiếp tục tăng cao, tăng gần 7% theo quý và tăng 14% theo năm. Giá mua chung cư trung bình tại Hà Nội ở mức khoảng 50 đến 51 triệu đồng một mét vuông, chưa bao gồm thuế VAT, phí bảo trì. Trong khi đó, tại thời điểm cuối quý 2 năm 2023, giá sơ cấp trung bình của thị trường căn hộ chung cư Hà Nội đạt 47,5 triệu đồng một mét vuông. Nguyên nhân khiến giá nhà cao là do nguồn cung mới phân khúc cao cấp trong quý 3 áp đảo, chiếm trên 90% nguồn cung căn hộ trên thị trường. Một số chủ đầu tư điều chỉnh tăng giá và mở bán thêm quỹ hàng ở các tầng cao hơn. Theo Bất động sản Đất Xanh, phân khúc bất động sản nhà ở quý 3 2023 có khoảng 38.000 sản phẩm sơ cấp được tung ra thị trường, nhưng có tới 90% đến từ các dự án hiện hữu và tập trung chủ yếu ở miền Bắc khoảng 14.000 sản phẩm, miền Nam khoảng 17.500 sản phẩm. Tuy nhiên, tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt 10% đến 20% tổng nguồn cung. Tương tự ở các phân khúc đất nền, ghi nhận tỷ lệ tiêu thụ đạt 25%, chỉ bằng 12% so với cùng kỳ. Nhà phố, biệt thự trong quý tỷ lệ tiêu thụ chỉ khoảng 28%, tương đương 40 căn. Theo chuyên gia, đây là những khó khăn chung của thị trường. Biến động kinh tế đã tác động đến tâm lý khách hàng, khiến cho giao dịch mua bán chưa đạt được như kỳ vọng. Thưa quý vị, thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội đang trong giai đoạn bùng nổ vì được cộng hưởng từ sự phát triển của hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội cùng hệ thống dịch vụ tiện ích đa dạng. Đây cũng là một trong những khu vực có sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ nhất thủ đô trong những năm gần đây. Từ một vùng ven phía Tây nay đã trở thành trung tâm hiện đại và đáng sống bậc nhất thủ đô với hạ tầng giao thông hoàn chỉnh và nhiều khu đô thị mới, không chỉ mang lại không gian sống thoải mái và tiện nghi mà còn tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh và việc làm cho người dân.
Từng sinh sống ở quận Ba Đình nên thời gian đầu chị Tú rất lo ngại khi chuyển về khu vực phía Tây thủ đô vì hạ tầng chưa kết nối. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, với việc khớp nối hạ tầng cùng với sự phát triển của các tiện ích xung quanh khu vực, chị Tú đã có cách nhìn nhận hoàn toàn khác về khu vực phía Tây. Một người mà đang ở cái khu quận Ba Đình, mình chuyển về đây thì nó cũng hơi e ngại một chút. Nhưng thì đến bây giờ thì mình hoàn toàn hài lòng về cái giao thông kết nối, nó cũng khá là thuận tiện. Rồi hệ thống trường học từ trường công cho đến trường tư ở đây, mình thấy đều rất là thỏa mãn cái đáp ứng nhu cầu của mình. Theo nhiều môi giới bất động sản cho biết, hiện đất tại các khu vực quanh vành đai 3.5 đang hot nên rất nhiều khách tìm mua. Hiện nay có rất nhiều dự án bất động sản tiềm năng thu hút khách hàng tại khu vực phía Tây như khu đô thị mới Dương Nội, Park City, Rue de Tram, Lua City. Các khu đô thị này được xây dựng ở vị trí đắc địa, quy hoạch hiện đại, có nhiều không gian cây xanh và đầy đủ tiện ích như trường học quốc tế, công viên, bệnh viện, chất lượng, trung tâm thương mại. Tại đây, cư dân dễ dàng được kết nối với 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc của thủ đô. Và dự kiến thời gian tới, nơi đây sẽ có 23 bộ ngành trung ương đặt trụ sở với diện tích 55 hectare. Bất động sản phía Tây có được lợi thế về phát triển hạ tầng trục phía Tây và đặc biệt là những cái trục giao thông đường vành đai 3.5 đã kết nối đến tất cả các tuyến đường rất là tốt. Và trong 2026 thì vị trí ở phía Tây nó sẽ là điểm nối kết nối của vành đai 4 gần nhất vào trung tâm thành phố Hà Nội, cũng là điểm đến tìm kiếm của rất nhiều nhà đầu tư. Nhiều chuyên gia đánh giá, theo hướng phát triển trong thời gian tới, thị trường bất động sản tại khu vực này sẽ tiếp tục phát triển khi các tuyến hạ tầng đắt giá mới như vành đai 3.5 và vành đai 4 đang được đẩy mạnh thi công. Đặc biệt, tam giác vàng Metro số 567 hình thành ở Tây Mỗ, Đại Mỗ đã trở thành mảnh ghép quan trọng, tạo nên sự phát triển đột phá cho cả khu vực, thu hút nhiều dự án đầu tư lớn trong và ngoài nước. Chúng tôi cũng đang rất là kỳ vọng là với những cái yếu tố thị trường đang tích cực cộng với việc tháo gỡ pháp lý và bên cạnh đó thì là các cái yếu tố về mặt hạ tầng của phía Tây đang được đầu tư rất mạnh, đặc biệt là con đường 3.5 hay là con đường 4. Thế thì rõ ràng là với những yếu tố đó thì thời gian tới thị trường phía Tây sẽ có những cái khởi sắc rất là cực. Nhờ các dự án được triển khai đầu tư bài bản đi kèm với việc phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ đã góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy bất động sản phía Tây phát triển mạnh mẽ. Phía chuyên gia cho rằng thị trường bất động sản phía Tây đang nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư cũng như các khách hàng có nhu cầu mua để ở với tiêu chí về cơ sở hạ tầng toàn diện, không gian sống trong lành cũng như hưởng lợi từ các chính sách quy hoạch của thành phố. Khu nghỉ dưỡng Best Western Premier Sonasi Phú Quốc nằm tại bãi trường Ngọc Đảo Phú Quốc là một điểm đến nghỉ mát ven biển được nhiều du khách lựa chọn khi đến nghỉ dưỡng. Với kiến trúc được thiết kế theo phong cách Đông Dương đương đại, President Villa 5 phòng ngủ có hồ bơi riêng là biệt thự hạng tổng thống cao cấp nhất của khu nghỉ dưỡng này. Và hãy cùng với phóng viên Phố Bất Động Sản trải nghiệm không gian này trong tiểu mục Dò Hàng ngày hôm nay. Với tổng diện tích hơn 1.000 m², đây là căn biệt thự President Villa tọa lạc tại Sonasi Phú Quốc do CEO Group làm chủ đầu tư với mức giá thuê là gần 70 triệu đồng một ngày. Vậy thì không biết là căn biệt thự này có gì đặc biệt? Hãy cùng với Hương Thảo khám phá ngay bây giờ. Vừa mới bước vào thì Hương Thảo đã cảm thấy một không gian thoáng đãng và cũng rất là yên tĩnh. Và đặc biệt thì ở phía trước kia thì cũng là một cái có thể nhìn thấy được cái view biển rất là đẹp. Có thể thấy là với phòng khách này thì được thiết kế với một không gian mở và với không gian như thế này thì tất cả những ai mà khi mà đến với căn biệt thự này để nghỉ dưỡng thì đều có thể cảm nhận được một không gian vừa hòa mình với thiên nhiên, vừa có thể trò chuyện với những người thân trong gia đình hay là bạn bè. Và đó cũng là một không gian rất là tuyệt vời. Kết nối với phòng khách là khu vực bàn ăn và bên cạnh đó là khu pantry, cũng như là ở phía trong kia cũng là khu vực bếp. Khu bếp cũng được thiết kế riêng biệt để các gia đình cũng như là các nhóm bạn thân có thể chế biến những món ăn theo sở thích của mình. Có thể nói rằng đây là khu vực mà tôi yêu thích nhất bởi vì vừa có bể bơi này, vừa cũng có một cái khoảng sân để cả gia đình cũng có thể là vui chơi với nhau, tham gia các hoạt động ngoại khóa ngoài trời. Và đặc biệt thì căn villa này thì hồ bơi hướng biển, chúng ta còn thấy có thể nghe được âm thanh của sóng biển vỗ về, rất là thư giãn. Tại một căn biệt thự Prison Villa này thì sẽ có 5 phòng khép kín, thì trong đó thì có một phòng là phòng tổng thống. Thì đây là mẫu căn phòng tổng thống như thế này. Tại đây còn có khu vực tầng hầm gồm phòng hát và hầm rượu,
phòng tập gym để nâng cao tối đa trải nghiệm cho khách hàng. Ngoài ra, khi đến với President Villa, du khách còn có thể trải nghiệm các khu vực vui chơi giải trí tại khu nghỉ dưỡng Best Western Sonashi Phú Quốc. Đến đây, bản tin Phố Bất Động Sản ngày 17 tháng 10 xin phép được khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên sóng VTC1.